Nên biết, những điều đã thấy, đã nghe hôm nay nhất định là do ác ma đã làm, đã nói. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền, nếu có ác ma giả hình tướng Bí Xô đi đến nơi Bồ Tát muốn làm cho chán bỏ vô thượng Bồ Đề nói như vậy, trí nhất thiết trí ngang bằng hư không, lấy vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không, các pháp cũng vậy ngang bằng hư không, lấy vô tánh làm tánh, trong tự tướng không ấy, không có một pháp nào có thể gọi là năng chứng, không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng, nơi chứng, lúc chứng và do đây chứng, cũng bất khả đắc, tất cả pháp đã ngang bằng hư không, lấy vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không. Vì sao các ông phải chịu khổ nhọc một cách uổng phí cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Trước kia người đã nghe các chúng Bồ Tát nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đều là ma nói chứ chẳng phải lời chân thật của Phật. Các ông nên bỏ tâm mong cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chớ nên vì các hữu tình ngày đêm tự chịu gian khổ. Mặc dù làm vô số những việc khổ hạnh khó làm, mong cầu giác ngộ, nhưng không bao giờ đạt được. Đại Bồ Tát này khi nghe nói lời can ngăn của trách như vậy, quan sát kỹ những việc của ác ma, muốn làm lụn bại tâm Bồ Đề lớn của ta, nay ta không nên tin nhận lời chúng nói mà đánh mất tâm Bồ Đề lớn đã phát nguyện, ta phải kiên trì hơn, quyết không bao giờ lay chuyển. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền muốn vào sơ tịnh lự cho đến tịnh lự thứ tư thì có thể vào tùy ý. Đại Bồ Tát nào tuy vào tịnh lự thứ tư nhưng không thọ quả đó, vì muốn lợi ích an vui các hữu tình nên tùy sự giáo hóa mà thọ thân, tức tùy theo sở nguyện đều có thể giáo hóa. Sau khi làm những việc cần làm rồi thì xả bỏ ngay, thế nên tuy có thể vào các tịnh lự nhưng không theo thế lược đó để thọ sanh, vì hóa độ các hữu tình nên sanh trở lại cõi dục, tuy sanh nơi cõi dục nhưng không bị nhiễm dục. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền, chẳng quý danh tiếng, không đắm trước tiếng khen, đối với các hữu tình, tâm không sân giận, luôn giúp họ được lợi ích an vui, đến đi ra vào tâm không tán loạn, oai nghi tiến rừng, thường trụ chánh niệm. Vì các hữu tình nên mặc dù Bồ Tát ở tại nhà, nhưng trong ấy tâm không tham đắm. Tuy hiện thọ dục như tâm chán sợ, như qua đường nguy hiểm, tâm thường sợ hãi. Tùy có ăn uống mà lòng lo sợ chẳng yên, chỉ nghĩ lúc nào cho ra khỏi hiểm nạn này. Tuy hiện thọ dụng các thứ của cải nhưng ở nơi đó không sanh tham ái, không tự nuôi sống bằng việc phi pháp bất chánh, thả tự hy sinh chứ không hại người khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là bậc tôn thượng trong loài người, thiện sĩ trong loài người, quý tộc trong loài người, châu chúa trong loài người, hoa sen trong loài người, voi chúa trong loài người, sư tử trong loài người, hùng mạnh trong loài người, điều ngự trong loài người, anh kiệt trong loài người, vốn vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, nên hiện ở nơi nhà để dùng phương tiện làm lợi ích, thay vì đời sống của chính mình mà xâm phạm phương hại đến người khác. Vì sao các Bồ Tát này đã nắm giữ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền có thần vương dược xoa cầm kim cương, thường theo hộ vệ nghiêm mật hai bên, không để cho những người chẳng phải người vân vân, dùng oai lực tà mị làm tổn hại thân tâm họ. Nhờ nhân duyên này nên các Bồ Tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân tâm thư thái, thường không rối loạn, đủ tướng trượng phu các căn viên mãn, tâm hành điều thiện, thường tu tịnh mạng, không hành huyễn thuật, xem tướng tốt xấu, chú cấm thần quỷ, pha chế thuốc thang, dụ gạt người thấp hèn, kết thân với người giàu sang, khinh ngạo thánh hiền, thân cận nam nữ, không vì danh lợi mà khen mình chê người, không vì tâm nhiễm ô mà liếc ngó dẫn cười, giữ giới thanh tịnh, trí tánh thuần hậu ngay thẳng. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền đối với văn chương kỹ nghệ của các thế gian, tuy được tài ba lỗi lạc,
nhưng không tham đắm, vì đều là hàm chứa đầy tạp uế, tà mạn, là tất cả pháp bất khả đắc. Đối với những sách luận bàn về thế tục ngoại đạo, tuy cũng biết giỏi nhưng không say đắm, vì đạt được bản tánh không của tất cả pháp, các sách luận của ngoại đạo thế tục, bạn nói nhiều sự lý có thêm bớt, còn đạo của Bồ Tát không tùy thuận như vậy. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền còn có các tướng trạng khác nữa, ta sẽ phân tích giảng nói cho ông rõ. Nghĩa là Bồ Tát đó thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đạt các pháp đều không, nên chẳng đưa quán sát luận bàn các việc như việc vua, việc giặc, việc quân trận, việc chiến đấu, thành ấp xóm làng, các loại xe ngựa, voi, y phục, ăn uống, giường nằm, hương hoa, nam nữ xấu đẹp, vườn rừng, ao hồ, núi biển, vân vân. Bồ Tát chẳng ưa quán sát luận bàn việc của dược xoa, la sát bà, vân vân, các việc của quỷ thần, chẳng ưa quán sát luận bàn việc đường xá, chợ quán, lầu gác, buôn bán, vân vân, chẳng ưa quán sát luận bàn việc múa hát âm nhạc, điệu bộ dẫn cười, vân vân, chẳng ưa quán sát luận bàn việc cồn đảo, cầu cống, thuyền bè, vàng ngọc, vân vân, chẳng ưa quán sát luận bàn việc trăng sao, mưa gió, lạnh nóng, tốt xấu, vân vân. Chẳng ưa quán sát luận bàn việc những loại pháp nghĩa trái nhau, văn tụng, vân vân, chẳng ưa quán sát luận bàn việc tương ưng phàm phu, thành văn, độc giác, chỉ ưa quán sát luận bàn việc tương ưng bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, chẳng ưa chống trái hòa vui với sự tranh tụng, thường mong tránh pháp, không thích phí pháp, thường mến hộ bạn lành, chẳng ưa bạn ác, thích phát ra lời tránh pháp, xa lìa lời phi pháp, muốn thấy Đức Như Lai vui mừng chúng xuất ra, trong cõi nước mười phương có Đức Phật Thế Tôn rằng nói pháp chánh yếu, Bồ Tát nguyện dành thế giới đó để gần gũi cúng dường, lắng nghe tránh pháp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này đa phần từ trời cõi dục cõi sắc chết đi sanh vào loài người, ở chầu thiệm bộ giỏi các môn kỹ nghệ, chú thuật, kinh thư, địa lý, thiên văn và các pháp nghĩa, hoặc sanh vào biên địa nơi thành lớn, nước lớn, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này không bao giờ nghi rằng ta bị thối chuyển hay không thối chuyển. Đối với pháp tự địa cũng không sanh nghi là có hay không, đối với các việc ma biết một cách chính xác rõ ràng, như hàng dự lưu, đối với pháp tự địa không bao giờ sanh nghi, giả sử có ác ma làm những việc rối loạn, mê hoặc, vẫn không thể làm khuynh động được. Đại Bồ Tát bất thối truyền này, đối với pháp tự địa chắc chắn không sanh nghi, biết rõ việc ma chẳng theo ma lực. Như có người tạo tác nghiệp không gián đoạn, tâm tạo nghiệp liên tục này mãi mãi đi theo, như bóng không rời hình, cho đến lúc qua đời không thể rời xa, nếu hút sanh tâm khác cũng không thể ngăn dẹp. Các Bồ Tát này cũng như vậy, tâm không thối chuyển, mãi mãi đi theo, an trụ nơi bậc bất thối chuyển của Bồ Tát, trời người Atula vân vân của thế gian không thể làm lay động, phá hoại pháp đã tự đắc. Đối với các nghiệp mà khéo biết rõ ràng, với hít pháp đã chứng thường không nghi hoặc, tuy sanh đời khác cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng thành văn độc giác, và chẳng tự nghi ta ở đời sau có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chăng, an trụ tự địa chẳng theo duyên pháp, đối với pháp tự địa không thể hủy hoại. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thành tựu trí không dao động, không thối chuyển, tất cả ác duyên không thể khuynh động, tâm ấy kiên cố hơn cả kim cương. Giả sử có ác ma giả hình tượng Phật đến chỗ Bồ Tát nói như vậy, nay ông nên cầu quả A-la-hán, chấm dứt các lậu, vào bát Niết Bàn. Ông chưa khám nhận thọ ký Đại Bồ Đề, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nay ông chưa có các tướng trạng bất thối chuyển, nên Như Lai không thể thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho ông. Khi Đại Bồ Tát này nghe những lời như vậy, tâm không biến động, chẳng lui chẳng mất, không kinh khiếp, không sợ hãi, chỉ suy nghĩ, đây nhất định là ác ma hoặc quyến thuộc của chúng hóa làm ra hình tướng Phật để đến chỗ ta nói những lời như vậy. Nếu đúng là Phật nói thì không khác như thế. Thiện hiện nên biết, nếu khi Đại Bồ Tát nghe kẻ đó nói mà có thể quan sát nhớ nghĩ như vậy, chắc chắn đây là ác ma hóa làm hình tướng Phật, muốn ta xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn ta buông bỏ sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì thế không nên nghe theo lời kẻ đó nói, lúc đó mà kinh sợ biến mất ngay. Đại Bồ Tát này nhất định đã an trụ bậc bất thối chuyển,
từ lâu đã được chư Phật quá khứ thọ ký Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu đầy đủ các tướng trạng của bậc bất thối truyền, có thể biết rõ việc làm của ác ma, làm cho chúng ẩn mất, không thể hiện lại được. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát bất thối truyền hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, bảo vệ chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, huống gì của cải bạn bè bà con. Vì bảo vệ chánh pháp nên dõng mãnh tinh tấn thường nghĩ thế này: chánh pháp này tức là pháp thân thanh tịnh của chư Phật, tất cả Như Lai cung kính cúng dường. Này ta ủng hộ pháp Phật quá khứ hiện tại vị lai, tức là ủng hộ pháp thân thanh tịnh của chư Phật ba đời. Vậy nay ta chẳng nên tiếc thân mạng của cải bạn bè để ủng hộ chánh pháp. Lại suy nghĩ, chánh pháp này thông thuộc chư Phật Thế Tôn ba đời, ta cũng rời vào số Phật vị lai, Đức Phật đã thọ ký đạo quả giác ngộ cho ta. Do nhân duyên này, chánh pháp chư Phật tức là pháp của ta, ta nên bảo vệ chẳng tiếc thân mạng của cải bạn bè. Vào thời tương lai ta được làm Phật cũng vì hữu tình giảng nói pháp này. Đại Bồ Tát này thấy việc lợi ích như vậy nên ủng hộ chánh pháp Như Lai đã dạy, chẳng tiếc thân mạng cho đến Bồ Đề thường không lười mỏi. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát bất thối truyền nghe chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết chánh pháp không nghi không ngờ, nghe rồi thọ trì chẳng quên mất, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì đã đạt văn trì Đà La Ni. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này chỉ nghe Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết chánh pháp mà không nghi không ngờ, cho đến Bồ Đề thường chẳng quên mất. Hay nghe Bồ Tát và các thanh văn trời rồng dược xa, người chẳng phải người vân vân thuyết chánh pháp, cũng có thể đối với họ không nghi không ngờ, cho đến Bồ Đề thường chẳng quên mất. Phật dạy: này thiện hiện, Đại Bồ Tát này nghe khắp tất cả âm thanh ngôn ngữ của hữu tình, có thể thông đạt văn tự nghĩa lý, không nghi không ngờ, thường chẳng quên mất. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này ở trong các pháp đắc vô sanh nhẫn, đã khéo thông suốt thật tánh các pháp, nên nghe pháp đều tùy thuận và không nghi không ngờ, lại được văn trì Đà La Ni nên thường có khả năng nhớ nghĩ không bao giờ quên mất. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng còn thối truyền. Thiện hiện nên biết đây là các tướng trạng của Đại Bồ Tát bất thối truyền.